Và sau đây, chúng tôi xin cống hiến tới quý vị thính giả với tiết mục Vấn đáp chọn lọc, khoa học và tâm linh có tương phản hay không? Con rất thích ăn chay, nhưng sau khi bị bệnh bao tử, không thể nào tiêu hóa trái cây và rau cải, và không sao tiêu hóa được những thức ăn vào. Nếu như không muốn ăn chay, tiếp tục tọa thiền tu hành được không? Hay là đợi đến khi thân thể khỏe mạnh rồi mới tu? Nếu quý vị có thể tiêu hóa thịt, cho thấy rằng bao tử của quý vị còn rất tốt, chắc chắn lại càng có thể tiêu hóa rau cải, phải không? Sư phụ chưa bao giờ nghe ai nói mình có thể tiêu hóa thịt, lại không thể tiêu hóa rau cải và trái cây. Lời nói này không hợp với pháp luật của vũ trụ. Cái bụng có thể tiêu hóa thịt, biểu lộ rằng quý vị rất có lực lượng. Tại sao lại không thể tiêu hóa thức ăn chay? Sư phụ nói tu hành không cần phải nhẫn nhục. Như vậy, việc giữ giới luật của nhà Phật không cần nữa sao? Tại sao lại không cần? Ý của sư phụ là dù tu nhẫn nhục, nếu không biết được Phật tánh của mình, cũng chẳng có ích lợi gì. Quý vị đã ngộ nhận lời nói của sư phụ. Bây giờ, nghe hiểu chưa? Nếu như vừa biết được Phật tánh, lại vừa có thể nhẫn nhục đến một trình độ mà mình không nhận biết được mình đang nhẫn nhục, đó là tốt nhất. Con người sau khi chết có thật sự phải qua thập diện diêm vương để phán xét không? Sau khi vãng sanh, thỉnh pháp sư đến siêu độ có thể dẫn dắt người quá cố đến Tây Phương không? Những người tu pháp môn Quán Âm, sau khi vãng sanh, sẽ được sư phụ của họ đến rước, không cần phải qua diêm vương. Lúc tâm ấn, diêm vương đã bỏ đi rồi, họ không còn có liên hệ gì với diêm vương nữa. Nhân quả của họ, cùng những quá khứ, hiện tại và vị lai của họ, đều giao cho sư phụ săn sóc và lo liệu. Lúc vãng sanh niệm A-di-đà Phật hoặc là thánh hiệu của Quán Thế Âm Bồ-Tát, Phật Bồ-Tát có đến rước không? Niệm Phật có công đức rất lớn, nhưng phần đông mọi người đã niệm sai rồi, không biết cách niệm, cho nên niệm không có kết quả. Sư phụ dạy quý vị một phương pháp, lúc muốn niệm Phật, hãy để tâm đặt ở mắt trí huệ, mới có được một chút phước báu. Đó là mắt trí huệ của chúng ta, Đại Phát Nhãn Tạng. Nếu chúng ta dùng mắt trí huệ niệm, trí huệ của chúng ta sẽ càng mở, sẽ càng có phước báu. Nếu không, dù niệm vạn năm cũng vô ích, bởi vì nấu cát không thể thành cơm. Ngoài ra quý vị còn phải ăn chay. Nếu không, khi có khó khăn thì đừng đến gặp sư phụ sẽ không nghe. Dù không theo sư phụ thọ tâm ấn, không tin tưởng sư phụ, cũng phải cứu lấy mình. Hãy cố gắng ăn chay, như vậy nghiệp chướng sẽ nhẹ hơn. Dùng phương pháp mà sư phụ đã dạy để niệm Phật, sẽ không bị những phản ứng xấu. Sư phụ dạy quý vị niệm Phật, khác với các pháp sư bên ngoài. Quý vị cần phải gìn giữ cái pháp môn giản dị này. Hãy cố gắng ăn chay, làm việc thiện, bố thí và nhẫn nhục. Nếu như không thọ tâm ấn, thì phải tu cái pháp môn niệm Phật này, hiểu không? Niệm Giê-xu Ki-tô cũng được, niệm A-di-đà Phật hoặc niệm Mohammed đều được cả. Hãy để tâm vào mắt trí huệ, cố gắng ăn chay, làm việc tốt. Một người khai ngộ, nội tâm và cử chỉ của họ có phải lúc nào cũng biểu lộ một sự viên mãn tự tại và hoan hỷ không? Không nhất định. Đây chẳng qua là sự tưởng tượng của chúng ta. Những người khai ngộ, nội tâm của họ luôn hoan hỷ, tự tại. Nhưng vì dạy dỗ chúng sanh, họ phải có những diện mạo khác nhau, hiểu không? Cho nên quý vị thấy vị sư phụ của tôn giả Milarepa, Mật Lạc Nhất Bà, đối với đệ tử của ông như thế nào, quý vị có biết không? Mỗi ngày đánh chữ tôn giả, trải qua 7 năm dài đăng đẳng mới truyền pháp cho ông. Không phải ngày nào cũng cười hì hì rồi sờ đầu, Milarepa còn ngoan lắm. Phật Bồ Tát làm việc rất cực khổ, bởi vì căn cơ của chúng sanh khác nhau,
cá tánh khác nhau, do đó phải dùng nhiều phương pháp khác nhau, hỷ nộ, ái ố, đều sử dụng. Nếu Phật Bồ Tát chỉ chấp vào một tướng hoan hỷ, mỗi ngày hoan hỷ, cười hì hì, thì đó không phải thật sự là Phật, mà là Phật chấp. Đối với Phật, giận hay không giận, hỷ nộ ái lạc cũng không có gì là hỷ nộ ái lạc. Tất cả đều là phương tiện để độ chúng sanh mà thôi. Họ không có lòng phân biệt, hiểu không? Còn không, quý vị đi tìm Phật gỗ, mỗi ngày họ đều cười hì hì, phải vậy không? Thuyết tương đối của Einstein có chứa đựng trong đầu óc của chúng ta không? Sau khi giải thoát, chúng ta có được đầy đủ trí thức. Như vậy khoa học có đáng cho chúng ta tìm hiểu không? Trong bộ óc của chúng ta, thứ gì cũng có. Không phải chỉ có thuyết tương đối luận của Einstein mà thôi. Chúng ta cũng có thể nghiên cứu khoa học, tu hành, chứ không phải chống đối khoa học. Khoa học ngày nay càng phát triển, càng chấp nhận giáo lý của tôn giáo. Quý vị càng tu thì sẽ càng cảm thấy khoa học rất hòa hợp với pháp môn Quán Âm mà chúng ta đang tu học. Sự thật, khoa học chỉ có thể phát hiện được một góc rất nhỏ của vũ trụ. Nó chỉ có thể tìm được một nguyên lý, phát hiện một luận thuyết, và sự hiểu biết rất có hạn. Còn chúng ta tu hành cuối cùng sẽ nhận diện rõ được toàn cõi vũ trụ.